hồi mà vẫn chưa hết những cái tác phẩm của Bác Quân tiếp tục. Nói chung là cái triển lãm này có thể nói là của Bác Quân mất rồi. Đằng kia thì có vẻ như là cây si của Bác Cường Cận, nhưng bây giờ thì không biết là của bác nào rồi. Thì sẽ đi rất nhiều những cây si tay chuột và những cây si cúc hồng rất là đẹp ở đây. Còn rất là dài cái đằng kia. Đấy. Vừa mới quay cây linh sam này rất đẹp ở video kia rồi. Tiếp theo là đến một cây linh sam nữa rất hay. Lúa. Dòng linh sam này rất hợp so với lúa. Đấy. Của Bác Quân thôi mà. Rất đẹp. Trong kia thì các cụ vẫn đang ăn uống. Đấy, một cái linh sam đẹp. Mặt sau thì chưa vào được. Trang đỏ. Cây si tay chuột bắt đầu của bác khác rồi. Rồi ok, bắt đầu của các bác khác rồi, giờ đi chi tiết nha. Cây xanh, cây một trong những cây cuối cùng của Bác Quân ở trong này để đến các cái bác khác. Cây xanh bệ rất là tốt, khá là thiên nhiên, khá là hội nhập. Đấy, dăm riếc có vẻ vẫn còn hơi rối, mà không sao, một cây hay là một cây hay. Đấy, hình sang rất thiên nhiên. Cây cuối cùng của Bác Quân bày đây. Để sang cái cây của bác khác, Bác Quân chiếm nhiều nhất ở đây rồi. Bác Quân có thể nói là nhiều cây nhất ở đây rồi. Rồi, tiếp theo đây, vừa nhìn thấy cây của bác khác này rồi. Chấm dứt chuỗi của Bác Quân rồi. Hùng quốc tinh, tác phẩm si tai chuột. Rất cổ, rất già rồi. Tàu nào đang làm nhà gì đấy. Đấy, cây này thì có lẽ nhìn trực tiếp sẽ rõ hơn các bạn. Đấy, nhìn từ dưới đây này. Đấy, các bạn nhìn này. Rất già nua một khối ôm vào đá thấm thủy. Rồi, đấy một khối nó dính vào nhau hết rồi. Bác ạ. Đây, vẫn là của Bác Cường Cận, Hải Phòng. Quay lại nắng quá. Tác phẩm si của Bác Cường Cận, Hải Phòng. Rất đẹp, da trắng toát. Tôi cũng chưa thực tế tôi cũng chưa nhìn thấy lá chuẩn của bên này để biết dòng si gì. Thân trắng này thì có vẻ là si trắng rồi. Đấy, đi ra đằng sau được rồi đây. Cái này thì cả hai mặt đều đẹp, nhưng mà mặt kia là mặt chính. Mặt này để hòn đá này thì có vẻ là không hợp lý cho lắm, theo ý kiến của tôi thôi. Cái rất đẹp. Trắng toát là lại đi được nắng chiếu vào đâm là càng trắng. Đó.
Cây này thì cũng nhiều người biết rồi. À, xanh trực, có gắn đá. Đặt tên mỹ miều quá, Kỳ Lân Hạ Sơn, mỹ miều quá. Cây xanh cũng rất là bề thế đây. Đấy, cây già của Mr. Hải, xanh tam đa. Đấy, chỗ này râm râm nó mới sẫm lại, nhìn thích. Dưới hoa sữa, hoa sữa đây, tờ đoái hoa sữa, hoa sữa mini rất già rồi đấy, nhìn ra thì đâu bác biết tưởng là hán. Dù mai khá nhiều cây dù ở đây, cây đà, Mr. Khiêm, khá là ổn đấy, khá hay đấy, đà là khá hay đấy. Ra khá hay. Chân bệ làm rất là sạch sẽ gọn gàng. Thân trực rất khỏe, ra dáng làng. Cây này cũng là một cây hay. Chà, cái sung này nhiều quả quá. Sung quá nhiều quả. Chân bệ gọn gàng. Chân bệ mà to hơn một chút xứng với sân thân này thì cây này rất giá trị. Quả nhiều. Quả chín, quả nhiều. Quả chùm tay tán rồi, rất già rồi, cũng rất già rồi. Xem là quý danh của bác nào đây. Đỗ Văn Hải, sung của bác Đỗ này. À, cái cầm thị này thì hôm cũng đã ở chỗ Vạn Phúc cũng đã trình bày rồi,
cái cẩm thị. Cẩm thị da đen. Đấy, các bố bắt đầu ánh chén xong rồi thì phải. Là hán siêu. Xì rất là kinh khủng, rất là bề thế. Xì búp hồng. Đấy, các cụ là có một cây xanh gì mà lá nó như bạch tạng này. Như bạch tạng, cho các cụ chụp xong rồi sẽ quay lại. Cây xanh rất giống cây xanh bị bạch tạng. Cậu chưa biết cây này, chân vệ thì nó là xanh. Tôi chưa quen lắm, xin lỗi, cảm ơn anh nhé. Không rõ là có phải cây xanh không, chân bệ thì đúng là cây xanh rồi. Đấy, nhưng mà lá thì bạch tạng. Đấy, các bạn nhìn này, lá này. Đấy. Nhìn như cây nhựa. Có cụ xì cột cán rất khủng, rất khủng. Cụ xì. Em có mấy cây? Đấy, cái trắng với cây nào? Cái trắng gì là? Cái trắng đấy, cái tác giả đấy. Cái đấy cũng là cây xanh đúng không ạ? Lá nó lạ nhỉ? À đúng là cây xanh thật. Đây, có một cây này khá là hay. Xanh khá là hay. Tôi rất thích cái dáng này, mặc dù nó hiền nhưng tôi rất thích cái dáng này. Cảm giác thiên nhiên thu nhỏ ở trong này rồi, mặc dù cây to nhưng vẫn thấy thiên nhiên thu nhỏ các bạn. Tôi thích cây này. Tôi thích cây này. Cây thì rất là hiền nhưng mà lại nhìn thấy thích thích. Tôi thích cái cây xanh quê của ấy, nhìn rất là hiền nhưng mà lại thích. Đấy, mỗi người một cái thích của mỗi người, thích thật gấu, cây thật gấu. Mình thích hiền hiền. Tập hợp xì của bác thụ. Quên luôn à?
ở Bình Dưỡng này. Đấy, như vậy là một hai cây nữa thôi là hết trưng bày các bạn ạ. Đấy. Cây Việt Nam Điền đã vào đá, cũng khá ổn định đá rồi. Đấy, bắt đầu các cụ ăn trưa nghỉ ngơi xong bắt đầu túa ra tác nghiệp tiếp thì tôi lại đến giờ phải đi làm chạy về các bạn. Đấy, nhiều khi cứ làm nhà mình các bác xem nó cũng không thực khoái đâu, nhưng mà thôi, mỗi người một phong cách. Để chuẩn bị kết thúc video này trình bày các bác như vậy. Đấy, cái tùng cối. Đến cái cây ngọc anh ngọc bút này là hết. Như vậy là không bỏ sót cây nào, từ xấu cho đến đẹp, miễn bàn nhưng mà không bỏ sót cây nào. Có cây quay kỹ, có cây quay lướt nhưng mà không bỏ sót. Chốt video ở hai cây này. Đây của bác Nguyễn Hồng Quân này, xanh. Đấy, xanh búp hồng ạ. Cây củng cối của bác cũng Quốc Thịnh này. Bẻ gập lên, cân bẻ gập lên quần quặn, quần quặn. Đấy, cân gập lên. Xin cảm ơn các bác nha. Cố gắng ra xem các bác nhé. Đây này, vừa nãy không có một bóng người, bây giờ các cụ túa ra hết rồi. Các cụ túa ra để tác nghiệp này. Bây giờ có lẽ quay thì sẽ vui hơn. Rất nhiều người bình luận và bình phẩm về cây, nhưng mà có điều là tôi là đến giờ đi làm các bạn. Bắt đầu đến giờ đi làm. Xin cảm ơn các bác nha.